Xin chào mọi người, tôi là Nam, tôi là một dược sĩ. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy đo đường huyết OneTouch VarioFlex. Đây là dòng sản phẩm chuyên dùng trong bệnh viện. Bộ kit này tôi mua tại Y tế Hải Nam, bên trong bao gồm máy đo, thiết bị lấy máu và một số que lấy máu để bạn bắt đầu. Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đầu tiên, bạn cần thiết lập ngày và giờ trên máy đo. Nhấn nút OK cho đến khi màn hình hiển thị, sau đó thả ra và máy sẽ tự động chuyển sang chế độ thiết lập giờ. Sử dụng các nút lên và xuống để điều chỉnh giờ. Sau đó nhấn OK và sau đó bạn sẽ chuyển sang phút. Một lần nữa sử dụng các mũi tên lên và xuống để đặt phút chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập thiết bị lấy máu. Bộ kit bao gồm kim lấy máu được gắn vào bút lấy máu. Ở phía sau thiết bị lấy máu là một núm điều chỉnh cho phép bạn điều chỉnh độ sâu mà kim lấy máu sẽ chích vào ngón tay. Tôi thường bắt đầu từ con số 3 và điều chỉnh nếu cần từ đó. Phần trên của bút, bạn cắm kim lấy máu vào và nhấn nút xanh để kiểm tra hoạt động của bút. Để gỡ kim chích máu bạn chỉ cần xoay một chút và lấy nắp đó ra. Trong phần ống là nơi que lấy máu sẽ được đặt. Que lấy máu chỉ sử dụng một lần, vì vậy bạn nên sử dụng que mới mỗi lần kiểm tra. Chỉ cần chèn que lấy máu cho đến khi nó được đặt hoàn toàn, sau đó xoay để gỡ nắp nhựa đó hoặc bạn có thể bỏ nắp vào một bên một chút và khóa nó vào vị trí. Bất kể cách nào bạn làm cũng được. Khi bạn muốn lấy máu, bạn chỉ cần đặt bút lấy máu lên ngón tay và nhấn nút xanh để kim chích. Bạn có thể massage nhẹ ngón tay nếu cần để có một giọt máu đủ. Sau đó, bạn đặt một bên của que thử vào giọt máu và nó sẽ hút máu vào que thử. Đọc kết quả trên màn hình, ví dụ 121, có một mũi tên nhỏ chỉ ra rằng kết quả nằm trong khoảng xanh lá cây, mặc định là từ 70 đến 180. Khi kiểm tra hoàn tất, bạn có thể gỡ que thử ra, điều này sẽ tắt máy đo. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ kim lấy máu ra. Thực hiện thao tác như trước để mở nắp, xoay nắp gắn kim lấy máu vào đầu nhựa mà chúng ta đã giữ lại. Sau đó, bạn có thể trượt phần trên này và que lấy máu sẽ được đẩy ra. Đặt nắp trở lại để sử dụng lần sau. Đó là cách sử dụng OneTouch VarioFlex. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng đặt trong phần bình luận. Tôi sẽ cố gắng trả lời tốt nhất cho bạn. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút thích và đăng ký kênh của tôi. Cảm ơn bạn đã xem.